Dạ vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với âm thanh Khánh Hằng. Hôm nay tranh thủ thời gian cuối ngày thì em sẽ quay một số mặt hàng mới về nhá. Hôm nay về được rất là nhiều e-quay Nhật, toàn là model cao cấp. Model anh em đặt rất là nhiều luôn. Em sẽ để dành ở tí nữa nhá. Còn bây giờ em sẽ quay sang hai em mới về này này. Trước tiên là con âm ly ma răng 220 anh em nhá. 2220. Cái anh em nhìn thấy cái vỏ gỗ của nó rất là zin, rất là đẹp. Đấy, bỏ gỗ zin anh em nhá, không zin thì em biếu luôn các bác ở âm ly này luôn. Con này thì công suất 150W, ghép được rất nhiều loa Nhật và các cái dòng loa Mỹ như là JBL này, Advent này, Clip này. Âm sắc cực kỳ hay luôn, anh em tham khảo nhá. Con này chạy 4 giò sắt, mặt phay nhôm rất đẹp và có cái phần mà để chỉnh tuner FM108, cực kỳ bắt mắt luôn. Ở dưới là đôi loa đờ nông SC3000, con này bát 30, màng giấy này. Loa chung thì có gân chìm này, ở trên là loa chép và hai tinh chỉnh tiếng mít và tiếng chép. Cái mặt trước của nó là có các cái lỗ kẻ caro, làm em gợi nhớ đến cái thiết kế của dòng loa Sony G5. Nhưng mà đây là con đờ nông anh em nhá. Anh em nhìn thấy cái vỏ gỗ lại của nó ở ngoài rất là đẹp luôn này. Cái này thì nặng 38kg một loa. Đấy, công suất 200W, cực kỳ khỏe, tiếng dày dặn. Anh em có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke rất là được. Đấy, một đôi loa model cực kỳ hiếm luôn, anh em tham khảo thêm. Đấy, mọi giá cả thì anh em liên hệ qua số điện thoại của bà chủ giúp em nhé, 0912 572434. Địa chỉ là 19 ngõ Trần Cao Vân, Thịnh Yên, Hà Nội, ở website amthanhbai.com. Ok, bây giờ em sẽ vào phần chính hôm nay nhá. Em đã sưu tầm được thêm rất nhiều mẫu e-quay Nhật. Anh em đang hỏi suốt ngày đây. Đây, hôm nay em về thêm được một cặp Victor C70 anh em nhá. Hàng phải gọi là xuất sắc luôn, không có chút gì vết nào cả. Của em Victor C50 nữa này, tầm tiền hơn một chút cho anh em tham khảo. Giá cả anh em liên hệ giúp em nhá. Đây, ngoài ra một đôi loa Pioneer CS755 cũng mới về. Con này cái vẫn còn nguyên cái lớp da zin ở bên ngoài, giống như là đôi CS616. Anh em này, cái e căng nó rất là đẹp anh em nhé. Pioneer CS755, một trong những đôi loa được mệnh danh là dòng nghe nhạc vàng kỳ hay, trong tầm giá dưới 20 triệu trở lại. Anh em nhìn này, các cái gông của nó cực kỳ sáng. Đấy, hàng bao zin nguyên bản cho anh em ạ. Đặc biệt là em này gân zin anh em nhá, gân vải zin của nó đấy. Các con 755 lần trước về là hầu như phải thay lại gân, còn con này thì gân zin luôn, cực kỳ hiếm. Anh em nào mà nghe nhạc vàng trữ tình mà ưa chuộng cái dòng cái chất âm của dòng Pioneer thì phải tham khảo em này ngay nhá. Bà chủ đang ngồi sổ sách hôm nay rồi. Đây, một cặp Equa Victor C80 cũng mới về. Đẹp xuất sắc anh em nhá, anh em nhìn cái vỏ với nắp của nó là biết này. Tất cả điện 100V, hàng bãi Nhật, bảo hành zin nguyên bản cho anh em. Em này có một chút gọi là vết xước nhỏ ở đây nhưng mà chắc cũng không đáng kể đúng không? Đúng không anh em? Hàng bãi thì không thể tránh được những cái vết chảy xước nhỏ như thế. Còn đâu là quan trọng là ruột gan bên trong, bảo hành zin cho anh em, máy chạy ngon lành. Đây là một em Victor CR7 này. CR7 là dòng cao cấp hơn các cái bọn 70-80 vì nó có thêm cái phần chỉnh phụ ở dưới. Anh em có thể chỉnh được độ vang vọng của phần nhạc hoặc là phần lời lúc mình hát. Anh em tham khảo nhá, Victor CR7 đã về thêm rồi này. Victor C80 rất là khủng này. Hai em Equal Ramsa 66 cần gạt anh em nhá. Mã của nó là Ramsa 9330. Anh em lưu ý giúp em. Đây, bên này là chỉnh volume này. Đặc biệt là em này có cái đèn màu đỏ ở đầu cần gạt cực kỳ đẹp luôn. Anh em ghép đẩy hát, đẩy hoặc là dùng để nghe nhạc đều được hết. Đây, qua Pioneer SG100. Rất là tầm tiền mà đẹp, anh em tham khảo thêm nhá. Ghép vào các cái âm ly Pioneer rất là đồng bộ luôn. Hai Equa Sansui SE8 cũng mới về này. Đẹp long lanh. Đây, bên này là
một bộ ba equine nhiều tầng và nhiều cần gạt đã về tiếp để phục vụ anh em đây ạ. Panasonic GE505Z. Rồi thì Ramsa 9330 đã về thêm này. Và về thêm một duy nhất một em Technic SH8065 nữa. Anh em nào mà có nhu cầu thì phải chốt thật nhanh nhá, vì những dòng này trong lô tối em không dám khẳng định là sẽ về thêm đâu. Ngoài ra thì em cũng về được mẫu vang cơ K7 mới nhá anh em nhá. Đây là vang cơ mới, dễ chỉnh, dễ sử dụng. Và dòng này được nâng cấp so với các cái dòng K5, K6 lần trước là bởi vì nó đã có thêm nhiều cổng kết nối hơn đằng sau. Có thêm cổng ra súp rồi anh em này. Đấy, chỉnh tiếng súp cái này này. Đấy, đầy đủ các cổng cho anh em. K7 anh em nhá, K7 đã cập bến rồi đấy ạ. Số lượng có hạn anh em là nhanh tay liên hệ để ghép những cái vang này vào những cái bộ âm ly nghe nhạc của mình nhá. Dành cho những đôi loa mà Diatone này, Onkyo thì vừa nghe nhạc vừa hát luôn. Chuyển ghép thêm vang này vào chiếc âm ly của mình thôi. Hôm nay em quay nhanh qua được các cái mẫu equine như thế rồi nhá. À đây này, có hai equine mới về đây cũng rất là đẹp. Con Koen của Hàn Quốc, mã là TE5300. Equine điện tử anh em nhá. Với cả một em equine GVC C50. Anh em thắc mắc là tại sao lại là GVC, nó không phải Victor. Bởi vì GVC cũng chính là Victor mà anh em. Nhưng mà dòng Victor mà xuất sang thị trường Âu Mỹ thì họ lấy tên thương hiệu là GVC. Như anh em chơi dòng Victor thì chắc đều nắm rõ điều này. Con này là model sản xuất khác đời của con Victor C50 kia, cho nên hình thức của nó cũng khác một chút. Còn đâu thông số đằng sau giống hệt như con Victor C50, chẳng qua chỉ là 2 năm sản xuất khác nhau thôi ạ, và xuất sang 2 thị trường khác nhau. Đấy, anh em nào thích sưu tầm thì tham khảo thêm con GVC Victor C50 này nhá. Mẫu cực kỳ hiếm luôn đấy ạ. Ngày hôm nay em về thêm cả đầu Sony XA5ES nữa ạ. Dòng này là dòng CD cao cấp. Đó là con đờn nông 1650AE cũng đã cập bến anh em nhá. Ok. Đấy, em xin nhắc lại là bác nào mà có nhu cầu báo giá và tư vấn mặt hàng gì thì alo cụ thể cho bên em. Số điện thoại như trên màn hình, anh em có thể chụp lại nhá. Đấy, anh em cũng chú ý theo dõi cả Facebook Âm Thanh Khánh Hằng để cập nhật những tin tức hàng hóa mới nhất. Thì nhà em là về hàng là sẽ up ảnh trực tiếp lên Facebook luôn. Còn clip thì khi nào mà rảnh có thời gian thì có thể quay được thôi. Anh em lưu ý giúp nhá. Ok. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi video ngày hôm nay. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc là qua tận nơi để được giao lưu khách hàng. Đấy, rất nhiều các cái mẫu âm ly này, equine, đầu CD Nhật, loa Nhật lúc nào cũng sẵn hàng để anh em qua để trực tiếp nghe thử, thưởng thức. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.